sang bài 2 nhé. Rồi hôm nay cái body 2 lúc mà thầy coi lại á, là dễ. Hôm nay cái phần body 2 không có giải, không có ý, nó không quá dài ha. Ý nó không quá dài ha. Body 2 hôm nay nó gần giống body 1 một chút. Nó gần giống body 1 một chút. Cho nên là hôm nay bài sẽ dễ, không có khó nha. Rồi, body 2 thì mình sẽ chứng minh về phương diện nặng hơn hay phương diện vượt trội hơn. Đó là cái lợi ích hay nha. Tuy nhiên tôi muốn khẳng định rằng những bất lợi bên trên ở thân bài 1 bị vượt trội hay là bị lấn át bởi những lợi ích sắp nói. Cách trả lời của giám khảo luôn nha. Câu này thì mình giữ lại thôi. Các em sẽ áp dụng cho các bài tương đương. À, quên xem màn hình. Quên, nãy thì quên share màn hình. Rồi ta đọc lại ha. Tuy nhiên tôi muốn khẳng định rằng những lợi bất lợi bên trên, bất lợi bên trên nè, ở thân ngoài một bị vượt trội bởi lợi ích sắp nói ha. Hôm nay chắc để thầy về đưa gửi cho các em làm luôn nhé. Mình làm cho nhanh. Hôm nay mình làm cho nhanh để nó xong bài luôn nha các em. Rồi lợi ích thứ nhất. Lợi ích thứ nhất của cái việc đi du lịch hoặc là đi làm một thời gian trước khi học đại học, đúng không? Bây giờ mình sẽ phân tích từng cái lợi ích cụ thể. Mình sẽ phân tích từng cái lợi ích cụ thể của từng khía cạnh luôn ha, hay chỉ đơn, hay là của cả hai khía cạnh luôn. Nghĩa là bây giờ mình sẽ phân tích là tùy các em có ý tưởng nào trước em cứ nói. Lợi ích của việc trì hoãn một thời gian mới học, nó sẽ mang lại lợi ích gì nữa ngoài cái bất lợi? Nghĩa là mình tạm thời mình ngưng học á, mình ngưng học, mình không có phải chịu áp tải bài nữa, không phải chịu áp tải bài, không phải căng thẳng suy nghĩ, hay là phải học tập nhiều bài nữa. Mình có một khoảng thời gian ngưng ha, thì cái việc ngưng này nó giúp cho mình cái gì đây? À, cái này là lợi ích của du lịch, đúng rồi, thì quên. Chứ đi làm thì nó cũng cũng vẫn mệt nha, nhưng mà mọi cái sẽ có mệt riêng. Rồi cái này nói về đi du lịch, đúng rồi, thì thầy cho luôn ha. Thì ai cũng biết đó là đi du lịch một thời gian rồi mới học đại học, thì đi du lịch một thời gian như vậy nó giúp cho mình giảm căng thẳng, giảm stress, thư giãn. Thư giãn rồi từ đó mình có tinh thần, mình có đủ năng lượng và sức khỏe để mình học tiếp. Ai cũng biết đó ha. Vậy thì thầy sẽ phân tích đầu tiên lợi ích của việc đi nhiều nơi. Cái này thì thầy đã có gợi ý sẵn cái ngữ pháp và từ vựng, các em viết thử luôn nhé, các em viết luôn nhé. Sự thư giãn và giảm stress, và việc giảm stress ha. Việc giảm stress. Hai cái này thì hai cái này là lợi ích đáng chú ý cho những người đi du lịch, những người đi nhiều nơi đó, thay đổi chữ đó nha. Thay vì mình nói là những người đi du lịch sẽ cảm thấy thư giãn và giảm stress, đúng không? Thì đây có một cách viết
Đó là mình sẽ đưa cái nội dung chính lên, cái lợi ích chính. Ở đây hai cái lợi ích chính đó là thư giãn và giảm stress. Mình chuyển nó thành danh từ hoặc là cụm danh từ. Rồi, sau đó mình sẽ khẳng định đây là lợi ích đáng chú ý cho cái đối tượng này. Thầy viết đây, cách viết cũng rất là hay nhé. Thầy ví dụ đi. Người ta tập thể thao đi ha, thầy nói lợi ích của việc tập thể thao đi. Người chơi thể thao sẽ giảm cân, sẽ giảm cân ha, và giảm stress. Thầy ví dụ thôi, giảm cân và giảm stress, tăng cường sức khỏe. Đó, thay vì mình nói mình sử dụng câu đó là người chơi thể thao sẽ có thể giảm cân của họ, giảm stress và tăng cường sức dẻo dai, thì mình sẽ chuyển ba cái lợi ích đó thành cụm danh từ: sự giảm stress hay là việc giảm stress, tăng cường sự dẻo dai. Việc tăng cường sự dẻo dai là lợi ích đáng chú ý của những người chơi thể thao, cũng là cách rất là hay nha các. Cái cách này cũng xài cho cả bất lợi luôn nha. Thì ví dụ như là khói khói thải thì sẽ gây sẽ dẫn đến ô nhiễm toàn cầu, nóng lên toàn cầu và ô nhiễm không khí đi, thì mình sẽ nói là sự nóng lên toàn cầu và ô nhiễm không khí là bất lợi đáng chú ý của khói thải. Nó cách nói rất là hay ha. Rồi, những cái lợi ích như vậy cũng như vậy thì thầy sẽ đi chung với câu giải thích hoặc là kết quả mà nó mang đến. Thì đây thầy có gửi từ vựng sẵn cho các em ha. Có hai cách viết nha. Một, thầy nói là những cái mặt tích cực này sẽ mang đến kết quả. Có hai cách viết nha. Một, mình nói là những mặt tích cực này sẽ mang đến kết quả. Hoặc là nãy thầy có để chữ this. This là nguyên cái ý trước ha. Điều này cũng được. Sẽ mang đến kết quả. Tốt là gì? Tinh thần thì ai cũng biết đó là giảm stress và thư giãn sẽ mang đến tinh thần và động lực. Mang, nhớ là mang lợi ích cho việc học của chúng nha. Tinh thần và động lực học tốt hơn. Chỉ vậy thôi. Thay vì câu này thì thay vì mình viết thông thường đó là một câu chủ động hoặc một câu bị động thông thường, đó là câu chủ động đi ha. Người đi du lịch sẽ có tinh thần và động lực tốt hơn. Thì cái đó là một câu thông thường mình hay viết. Người đi du lịch chủ từ sẽ có động lực và tinh thần học tốt hơn. Thì cái cách này cũng là cái câu mà thầy gạch dưới á, nó sẽ áp dụng được nhiều bài nói về kết quả tốt ha. Ví dụ như trên mình liệt kê cái danh từ mà nói về mặt tích cực thì mình sử dụng ha những yếu tố này, hoặc là mình chỉ cần đơn giản là mình xài this thôi được rồi. Việc này mang đến, rồi sau cái chữ good effects of, hoặc là các em muốn ghi là mang đến contribute to, cái đó đúng không? Contribute to thì sau sau đó các em phải viết danh từ nha. Cũng như vậy, một lần nữa mình sử dụng danh từ nói về kết quả, những yếu tố tích cực này sẽ mang đến contribute to hoặc là lead to, nó còn một số chữ nữa ha, result in ha, mang đến. Rồi nhớ là kết quả tích cực, kết quả của nó cũng sử dụng danh từ nha các. Rồi tất cả các bạn ghi cho thầy hai cái này trước đi, cứ ghi hai câu bình thường, có gửi sẵn rồi nha các, gửi ngữ pháp sẵn rồi đó. Ghi câu này xong chấm, ghi tiếp câu này. Rồi các bạn ghi đi.
Better spirit. Tiếp là luận lực. Better spirit and motivation to keep on. Có gì mình nói rõ luôn là thôi đợi rồi. Cái này là người đi mà, chứ không phải là người ở nơi. Chỉ là ý em muốn nói những người đi du lịch mà chọn du lịch một thời gian để nghỉ ngơi này nọ đó. Just will help. Cái này là đạo đức này. Spirit ha. Hay là more psychology. Mentality, psychology. Good mentality. Tao cần ghi love you. Ghi là đi. Enthusiasm dẫn đường này. Đi enthusiasm tinh thần học này. Rồi, tốt. Go in em. Bỏ hô rồi khi go in tu ha. Many places. Rồi sao cô quay slot ở đây nè. Nó đang nói dạ, nó đang nói lợi ích cho mình, đang tập trung vô lợi ích cho việc học đại học, tại vì nó ngưng một thời gian học đại học. Đừng có đưa quay lót cho nó lạc đề. Cái này đủ rồi. Nãy thì nó giảm cân là cái ví dụ mà. Rồi, tốt. Câu của thầy đây ha. Relaxation and stress reduction. Là lợi ích đáng kể ha, remarkable, noticeable, significant benefits for those who take tour, Rồi những cái yếu tố tích cực này sẽ mang đến kết quả ha. Story and enthusiasm. Education. Lợi thứ hai ha. Rồi các bạn nào không coi kịp nói nha. Thầy có nhấn mạnh từ vựng sẵn rồi. À, người đi du lịch thôi. Traveler, the who take tours. Positive factors. Story, hello, learning, enthusiasm, motivation. Lớp thứ hai nha. Cái này thì thầy sẽ nói về lợi ích của đi làm một thời gian. Rồi, furthermore, ha, lợi ích thứ hai. Thì ai cũng biết là khi mà các em đi làm một thời gian, nó có một lợi thế, đó là mình sẽ được làm nhiều nghề và mình tìm hiểu về cái sở thích, cái năng lực phù hợp với cái công việc đó, sở thích, năng lực và điều kiện ha. Mình sẽ nói chung là mình sẽ tìm hiểu nhiều cái thông qua nhiều việc, từ đó biết được cái năng lực, cái điều kiện, năng lực, sở thích, điều kiện, rồi cái mà nhu cầu xã hội phù hợp. Cái này các em có thể biết nhu cầu xã hội về ngành nghề nữa để mình chọn cho nó phù hợp ha. Ở đây thì thầy sẽ đi chi tiết chút xíu về việc đi làm. Nghĩa là một, ở đây thì đi làm có thể là có được công việc trả lương ha, hoặc là làm tình nguyện cũng coi như là một công việc. Bằng việc đi làm hay là trong khi đi làm, cái nào cũng được. Bằng việc là đi làm một, bằng việc làm một cái gì đó, bằng boy. Hoặc là trong khi làm việc. Người trẻ sẽ tìm ra lĩnh vực học đam mê. Kết quả là mang đến kết quả tốt cho việc học của chúng, đúng không? Điều này sẽ giúp họ chọn được chuyên môn học đúng ở giáo dục đại học. Ví dụ như ở đây hồi nãy thầy có gửi một số cái các em có thể mở rộng ra. Đam mê phù hợp lĩnh vực học đam mê.
hoặc là đây là siêu người trên à rồi rồi sẽ chọn ra được cái lĩnh vực học đam mê hoặc phù hợp với năng lực chuyên ngành phù hợp. Để thầy suy nghĩ thầy chỉnh câu lại chút. Sẽ tìm ra lĩnh vực. Rồi, à, đúng rồi, chọn này đi ha. Họ sẽ tìm ra được lĩnh vực họ đam mê, hoặc là phù hợp với năng lực, hoặc là phù hợp với điều kiện, hoặc là phù hợp với nhu cầu xã hội, thị trường việc làm đó các em. Đó, thầy mở rộng nhau chút xíu. Các em muốn chọn ý nào cũng được. Ở đây thầy chỉ ghi cái chữ đam mê thôi. Này cái đề cũ lúc trước của năm ngoái. Hôm nay thì thầy thêm một số ý ha. Cái đó thì thầy sẽ chưa ghi mà các em ghi thử. Phù hợp với đam mê, ngành học đam mê, hoặc là phù hợp với năng lực, hoặc là phù hợp với nhu cầu thị trường hay là thị trường việc làm á. Đúng rồi, phù hợp với thị trường việc làm. Để từ đó sẽ chọn được cái chuyên môn, chuyên ngành phù hợp ở giáo dục đại học. Cái câu này mà thật ra trong khi làm việc trả lương hoặc làm tình nguyện, thật ra là ý thầy nói là những cái đứa mà đi làm á. Đây cũng là cách đổi chữ đó, đổi chữ đó các. Thầy em nói là cái người trẻ đi làm đúng không? Thì ở đây thầy sẽ nói là bằng việc hoặc là trong khi đi làm. À, làm cụ thể công việc này. Cũng là một cái cách mà giúp cho mình đổi chữ đó các. Mình mở rộng ra làm gì? Rồi người trẻ sẽ chọn những lĩnh vực như nãy thầy nói. Nhớ là mình xoáy sâu vô lợi ích cho việc học đại học, tại vì chúng sẽ học đại học tiếp mà. Nó nghỉ một thời gian thôi rồi nó học tiếp. Thì mang lại lợi ích gì cho việc học của chúng? Rồi các bạn ghi cho thầy ý này nha.
Signify. Feel ha. Trời ơi. Tôi chỉ thêm chữ there ha. Hoặc là chữ một, inappropriate. Doing the best if to dọn hả tu if to hả ghi đi nghe các bạn ơi. À, hôm nay nó ngắn nó cái này thì body 2 này thầy sẽ chỉnh thêm nhé, thầy sẽ viết một bài thầy chỉnh thêm sâu ý nữa, do cái bài này bài cái đợt khóa năm rồi lận thầy còn viết nó đơn, thầy viết đơn giản cho các bạn cơ bản dễ hiểu chút á. Chứ mấy năm nay thì thầy viết cái bài nó sâu hơn trước rồi, sâu về cái phạm trù từ vựng với lại ý tưởng cho các em học được nhiều và nó giúp thuyết phục, giúp cho các em làm bài nó thuyết phục hơn, các em có nhiều ý tưởng thuyết phục hơn. Nói chung là năm nay học nhiều hơn. Cái gì work for best, anh tâm gọi là work for best nha. Cái này em ghi là do at work thì nó sẽ chính xác hơn, do pet work hoặc là do part job công việc được trả ha. Cái này ghép lại khiến là ghi ghi lộ mà young people do but hoặc that hoặc là voluntary work, để ghi volunteer ha, voluntary work chính xác hơn. They will find their passion field, passionate ha, tính từ passionate field study which will guide them to, không gọi là hướng dẫn nha, cái ngành không gọi là ngành này nó hướng dẫn mấy đứa này chọn. Thực ra ngành này nó giúp cho mình có cái ý tưởng, nó xác định được gì, chỉ đơn giản là trợ thôi, nó giúp cho mình thôi chứ không gọi là hướng dẫn nha. Choose their appropriate major. Rồi. Doing part of volunteer work, thiếu chữ work này. Này mới là tính từ à. Young people will find, find out ha, chứ không phải find không. Tìm ra được. Giống như find out mistake ấy, tìm ra những cái lỗi. Help them, thiếu động từ nữa rồi. Choose hay là select ha. An appropriate major in their university education, chứ education không, nó chưa rõ. Bad còn salary nè. Best work nè. Salary là cái tiền lương thôi. Best job mới chính xác ha. Ờ đừng ghi vậy sai rồi. Doing pet or voluntary job hoặc là work. Job thì có S, còn work thì khỏi. Work nó mới đếm được. Doing bad hoặc là voluntary work job. Your order can look for it. Chính xác là cái lĩnh vực đam mê, passionate field hoặc là passionate area of study. Câu của thầy ha các. Hơn nữa nè, khi làm công việc nè, nãy thầy ghi nè. Hai cái này là tính từ nha các. Bộ nghĩa cho work, người trẻ sẽ tìm ra ha, find out chứ không phải là find không. Find là tìm thôi, còn find out mới là tìm ra. Interesting the personal history. Cái này được ha. Hồi nãy thầy có ví dụ thêm cái mà ngành học phù hợp với năng lực nữa. Phù hợp với năng lực điều kiện gì ta đam mê năng lực
điều kiện. Nhu cầu của thị trường việc làm á, phù hợp với thị trường việc làm nữa, có nha. Okay. Which will help them to appropriate major in higher education. Nó sẽ giúp cho chúng á, cái này thì thầy sử dụng mệnh đề quan hệ luôn. Chính nó ha. Nó đó, như trên đó thì ghi gì? Điều này thì ghi this luôn cũng được. Hoặc là một cái nữa đó là lĩnh vực học đam mê đúng không? Chính lĩnh vực học đam mê. Điều này hoặc là nó ha. Để giúp họ chọn rồi. Cái này thì xài nó ha. Cái chữ nó field study to appropriate major in education. Rồi. Cái cuối luôn ha. Câu này thì đơn giản. Rồi. Khía cạnh cuối cùng thì ai cũng biết có những bạn mà điều kiện khó khăn thì cái việc mà đi làm một thời gian cũng là một lợi thế cho các bạn đó, là tích góp á, vừa học vừa làm, thậm chí là thì thường là vừa học vừa làm, còn không thì nghỉ một thời gian làm rồi tích góp. Nói chung là có tiết kiệm, có một cái khoản tiền phục vụ cho việc học, tại lên học đại học rất tốn kém ha. Đây chính là lợi thế của đi làm một thời gian. Cái việc lợi thế này á, nó cũng sẽ là một cái lợi thế khi mà bài nó hỏi đến việc vừa học vừa làm. Có nghe, có cái đoạn sẽ hỏi nên học thôi hay là vừa học vừa làm. Nó cũng na ná kiểu này. Vừa học vừa làm thì nó giúp cho mình cũng xác định được cái chuyên môn, cái năng lực, rồi cái yêu thích của mình, lĩnh vực yêu thích của mình, rồi kinh nghiệm sống, kinh nghiệm thực tế, mối quan hệ xã hội nhiều lắm, nó có nhiều cái ý tưởng như vậy. Đó, gọi là trùng đề đó. Cũng là trùng đề đó các. Cũng là trùng đề đó các. Cho nên là cứ làm kỹ đi rồi có những cái mình trùng lại cái ý tưởng nó giúp cho mình làm nó dễ. Rồi. Thầy có ghi đây luôn nè. Cái recording, cái này liên quan tới kiếm tiền đúng không? Kiếm tiền để mình có tiền học thì đề cập đến vấn đề tiền. Regarding finance. Quen không? Nó giống như from a financial perspective là nó luôn á. Khía cạnh thứ ba ha. Mình sẽ sử dụng một cái từ, tính từ hoặc danh từ nói về khía cạnh mình đang nói. Ở đây là khía cạnh tiền, hôm bữa tiền rồi, bây giờ cũng tiền nữa. Thì đổi chữ thôi, có gì đâu. Người làm việc trẻ là người làm việc đó, cái này lợi ích của làm việc này. Tiết kiệm được một khoản tiền ha bằng việc đi làm một thời gian. Thì kết quả là họ có thể đủ được cái khoản chi phí cho một khóa học đại học 4 năm hay gì đó. Rồi cục của các em quá dễ luôn, các bạn ghi thử cho thầy đi ha. Rồi, ghi cho thầy ý này đi. Cứ ghi bình thường ha, nhưng mà ở đây sẽ có một cái ngữ pháp. Chúc thầy nói.
Hôm bữa bạn nào có học về cái bài mà tuổi thọ trung bình tăng á của bài giám khảo, nó có mấy cái từ mà nói người làm việc nó cũng hay đó kìa. Younger working adults. Younger phải working adults cũng là người làm việc đó. Young adults, young workers. Hay đó. Có nhiều từ đồng nghĩa mà em làm cái em học một thời gian là bài giám khảo nhiều á là nó sẽ có những cái từ mình xài lại. Rồi, ok. Bài này dễ, bài này không khó. Thực ra là bài này thầy sẽ viết lại nhấn ý thêm nhé. Certain amount of time nha. Divide a time là một là cái lần rồi. And use it, chứ phải using it. Youngster ha, and use money to pay the cost of learning. Rồi. Working for a period of time. Thường khoảng thời gian, các em thêm chữ for cho thầy ha. Money không có gọi là this nha. Money không có đếm được. This money. To afford không có for nha. Afford là mua, giống như mua một cái gì đó luôn. Mua một khóa học. Earn and send money from working. By working ha. Tiết kiệm bằng việc. Kiếm được tiền bằng việc ha. Working. Còn nếu mà from là from work được rồi. A long term work. Một khoảng thời gian. Còn không thì by working for. Này là long time luôn ha. Nó hơi dài. Này nó chỉ một khoảng thời gian thôi. For a certain amount of time, nó sẽ chính xác hơn. Therefore they have expend là chi ra rồi. Money thôi, hoặc là purchased, enough purchased, chứ phải expend nhé. Các bạn coi thầy ghi nè. Regarding finance. Cái này thầy đọc nha. Cái này thì thầy có đổi ngữ pháp rồi. Một cái khoản tiền đủ cho khóa học đại học là do ha, này dịch nó là do liên quan đến là do đó kìa. Kiếm hoặc tiết kiệm khoảng thời gian bằng việc làm việc. Thì đây thầy dịch lại là cái khoản tiền là purchase nha, chứ không có ghi expense hay expenditure được nha. Rồi hôm nay thì các em học cái cụm từ này. Might be linked to, nó giống như là might results from. Cái này thầy dịch chút xíu đây. Cái vế trước might be linked to, các em sẽ sử dụng cụm danh từ nói về kết quả. Đảo ngược xíu nha. Đảo ngược so với cái phần gợi ý. Đằng sau sẽ là cụm danh từ nói về nguyên nhân. Vậy thì nếu mình đảo như vậy là mình quay lại câu trên ha. Cái này giống như nguyên nhân nè. Và cái này là kết quả. Cái gợi ý của thầy là các em viết đầy đủ chủ từ đúng không? Chủ từ, động từ. Nhưng mà theo ngữ pháp hồi nãy dưới thầy nói là might be linked to thì trước và sau nó em phải viết cụm. Nếu cụm danh từ ha. Còn nếu mà có verb là verb in. Vậy thì mình chỉnh lại chút xíu. Cái câu nguyên nhân thầy nói đó là người làm việc trẻ ha có thể tiết kiệm một khoản tiền bằng việc đi làm một thời gian. Rồi có động từ nè ha, cái này mình sẽ bỏ đi chủ từ. Tiết kiệm được một khoản tiền bằng việc đi làm. Tiết kiệm, saving một khoản tiền bằng việc đi làm một thời gian rồi sẽ mang đến kết quả là có đủ chi phí cho khóa học đại học. Ý tưởng thì mình cứ ghi bình thường nhưng mà xuống đây mình đổi ngữ pháp. Thầy nhắc lại ha, might be linked to thì trước là kết quả và sau mới là nguyên nhân. Cái kết quả này thầy nói là tiết kiệm một khoản tiền đúng không? Thậm chí là nếu mà mình bỏ được động từ thì cứ bỏ luôn. Một khoản tiền đủ. Tiết kiệm một khoản tiền đủ thì thầy dịch nó là một khoản tiền đủ được rồi. Một khoản tiền đủ cho khóa học đại học là do. Này thì thầy giữ verb ha. Kiếm và tiết kiệm một khoản tiền
bằng việc đi làm. Working job involvement. Involvement là working vậy thôi, hay là doing work. Nãy giờ có những cái từ mà thay đổi chữ hơi bị nhiều đúng không? Doing past volunteer work cũng là làm việc đó, working tương đương với nghĩa là working, đồng nghĩa với working. Giờ thầy đọc lại ha. Kết quả là một khoản tiền, nhớ ghi cụm danh từ nha. Một khoản tiền cho một khóa học đại học sẽ do kiếm và tiết kiệm được. Tại cái chữ earn với chữ save không có danh từ cho nên mình dùng verb in ha. Việc kiếm và tiết kiệm một khoản tiền từ làm việc, bởi làm việc. Rồi kết bài ha. Kết bài thì các em sẽ cố định luôn. Cái kết bài hôm nay thì thầy sẽ chỉ luôn. Thầy đọc nè. Kết luận rằng đối với tôi, lợi ích tốt ha, những cái lợi ích đáng chú ý của việc đi du lịch hoặc là đi làm, attending job là đi làm okay, trước khi học đại học cho người trẻ là vượt trội hơn so với bất lợi. Kết bài kiểu này các em cố định được đó, mình sẽ xài cho các bài tương đương. Thì đọc lại ha. Kết luận rằng đối với tôi, rồi cái mặt nào nặng hơn thì mình ghi trước. The potential cộng cho mặt nặng hơn. Lợi ích nha. The potential cộng cho mặt nặng hơn. Của việc gì? Đây mình dùng sự việc nha. Việc đi du lịch hoặc là đi làm trước khi học đại học. Ừ. Rồi cho ai đó, không ghi cho ai đó cũng được nha. Mà chỉ ghi là đi du lịch hoặc đi làm trước khi học đại học. Lợi ích của nó đó, lợi ích của nó là nhiều hơn, vượt trội hơn so với bất lợi. Potential là nặng hơn possible này. Cách viết này của giám khảo nha. Thầy đọc lại lần nữa. Kết luận rằng đối với tôi, những lợi ích tốt của việc đi du lịch hoặc là đi làm một thời gian trước khi học đại học đối với người trẻ là vượt trội hơn so với bất lợi. Có thể. Vậy thì hầu như là các em cố định được hết luôn á. Mình chỉ cái này là mình đổi thành cái ý, cái nội dung của bài lại ha, nội dung của cái đề được đưa ra. Còn nguyên cái cụm in conclusion to be that ha, the potential mặt nặng hơn, or more remarkable than the possible mặt yếu hơn. Cái đề này thầy vẫn sẽ viết lại nha, thầy sẽ nhấn sâu ý và thêm tư vấn cho các em học ở cái thân bài 2 nha. Ừ. Cách làm của năm nay mình sẽ khác so với năm trước một chút. Rồi bài hôm nay là xong rồi đó. Cái phần này do thầy chưa viết thêm cho nên nó ngắn. Tạm thời nó ngắn ha. Thầy sẽ viết thêm đó. Bài này thầy sẽ viết thêm. Nhưng mà có vẻ viết như vậy thì dễ hiểu hơn. Câu nó ngắn dễ nhớ hơn. Ừ. Rồi có bạn nào thắc mắc hỏi thầy nhé. Có gì thắc mắc thì tôi hỏi thầy. Rồi, còn xong thì thôi ha các em. Tuần sau là mình sẽ qua cái bài biểu đồ. Đúng ra là 2 tuần tuần nay chứ, mới tuần nay là thầy chưa có viết essay mới đó. Thầy chỉ mới có đăng cái bài lý thuyết thôi, thầy chưa viết cái essay với lại cái phần task one mới. Thầy còn để trong kho đề, thầy sẽ up lên. Ừ. Bữa giờ chưa có up, thầy mới các em thấy up thẻ bài thôi, là up bài lý thuyết đó các em, thầy chưa up bài thi đó. Ừ. Cũng do thầy cũng kẹt thiệt, ngồi ở nhà dạy online chứ thầy viết bài nhiều lắm, viết để chuẩn bị tại vì phải suy nghĩ thì chỉnh lại cái ý sao cho các em. Thầy viết một mình thì khác, nhưng mà lúc mà cho các em học là thầy viết thường nó rất là giống nhau, cái trường từ vựng với là cách viết nó giống nhau, phải chỉnh lại cho các em nhớ áp dụng từ bài này qua bài kia luôn ha. Còn thầy viết thì thoải mái rồi, thầy không có giới hạn, thầy biết cách nhấn theo cách của riêng thầy nữa. Còn thầy đưa cho các em làm là thường là bài thầy chỉnh rồi theo hướng của giám khảo một phần và của thầy một phần, theo hướng cho các em dễ học ha. Còn bài thầy của thầy, thầy viết nó dài lắm, cái lượng từ vựng nó nhiều hơn. Tại thầy mang tính chất là muốn viết thuyết phục luôn, viết thoải mái luôn. Ừ.
Nhưng mà sau này vậy nè, thường là thầy viết một cái bài hoàn chỉnh á, của thầy thường thường thầy sẽ để bên dưới riêng ha. Còn bài thầy chỉnh lại là cái bài các em học thì sẽ để trên cho các em học. Đó, cho các bạn tham khảo thêm. Tại thầy viết toàn là 300 mấy chữ không à. À, còn chỉnh cho các em chừng 200 mấy, 270, 280 là được rồi. 300 là nhiều. Giám khảo viết có 250 rồi đó. Giám khảo là cao tay à. Viết vừa đủ mới hay, vừa đủ mới là khó viết nha các em. Nhớ nộp bài nghe các em, nhớ nộp bài viết với bài nói ha. Chắc ngày mai mốt gì thầy up essay mới với phần biểu đồ mới nữa, và gì nữa ta, và writing mới nữa, speaking mới nữa nha. Đợt này là có phần 3 nghe các em, bữa giờ thầy mới up phần 2 là nhiều. Đợt này có phần 3 thầy sẽ ưu tiên up phần 2 và 3. Nhầm, ưu tiên up phần 1 và 2 ha. Rồi sau đó thầy sẽ qua phần 3. Phần 3 thì nó cái nội dung chủ yếu cho các bạn khá học. Thầy sẽ ưu tiên phần 1, phần 2 trước nha các. Và chủ yếu up nhiều là nhiều phần 2, tại phần 2 là phần trọng tâm nhất của bài thi speaking. Đúng ra là phần 2 là phần trọng tâm nhất. Và cũng là cái phần mà các em có vẻ là dễ có ý tưởng nhất, đúng không? Em nhìn vô. Dựa theo gợi ý em dẫn ra nhiều ý tưởng. Còn phần 1 thì chắc chắn dễ rồi. Nhưng mà phần 2 mới là phần mà mình cần chú trọng nhiều. Tại vô thi cái tâm lý với lại cái lượng kiến thức nó yêu cầu cao lắm. Trong 1-2 phút đây phải nói rất là nhiều. Thành ra là cái vừa áp lực vừa kiến thức với lại phản xạ này, nó cần nhiều hơn. Thậm chí là hơn cả phần phần 3 luôn. Và từ cái phần 2 em nói tốt là em qua phần, chắc chắn là qua phần 1 nó dễ hơn rồi. Qua phần 3 nó sẽ là cái đà cho các em đẩy cái phần 3 sâu hơn, tại phần 2 mình có phần xoáy sâu ý rồi đó. Phần 3 thì nó từ đó mình qua phần 3 dễ hơn, bởi vì phần 3 nó hơi nghiêng về học thuật. Nó giống như văn viết nhiều hơn. Thì phần đó thầy sẽ áp dụng văn viết nhiều hơn cho các em tập vô phần nói phần 3. Ừ, phần đó khó chịu. Nhưng mà đúng như thầy làm tốt phần 2 là qua hơn được một nửa phần 3 rồi. Ý là cái khả năng nói, cái lượng kiến thức cái từ vựng để áp dụng vô á. Đúng ra thì nếu thầy xét ra phần 2 vẫn là phần khó chịu. Trong một tích tắc đó em nói mà để đủ ý mà vừa canh thời gian này nữa. Từ vựng nữa. Rồi vậy thôi ngủ ngon nghe các em. Nhớ nộp bài. Viết và nói.